Rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 62, bài 3.23, câu A, căn bậc 3 của 216. bằng. Thì những bài này là chúng ta sẽ phân tích cái số này nè, ra một số nào đó mũ 3 thì chúng ta áp dụng cái hạn thức là căn bậc 3 của a mũ 3 thì bằng bằng a với mọi a nha mọi a mình có điều này do đó mình nghĩ trong đầu mình sẽ phân tích bạn này ra một số nào đó mũ 3 thì từ đó mình sẽ tính được căn bậc 3 này thì bình thường à, nếu mà chúng ta không dùng máy tính á, thì mình sẽ phân tích bạn này ra thừa số nguyên tố đây thì làm thử một bài không dùng máy tính nè thì 216 á thì thấy bạn này chia hết cho 3. 21 chia 3 chúng ta được 7 nè. 6 chia 3 chúng ta được 2 nè. 72 á là bằng 9 nhân 8 nè. Đó. Rồi lúc này 3 9 chính là là 3 mũ 2, còn 8 chính là là 2 mũ 3. 3 x 3 mũ 2 á thì chúng ta được 3 mũ 3, còn 2 mũ 3 thì viết lại. Đó. Mình có là 3 mũ 3 nhân cho 2 mũ 3 thì chúng ta được 3 nhân 2 tất cả mũ 3. Mình có A mũ M nhân cho B mũ M thì sẽ bằng A nhân B tất cả mũ M. Do đó 3 mũ 3 nhân cho 2 mũ 3 thì bằng 3 nhân 2 tất cả mũ 3. Và chúng ta được 3 nhân 2 là 6 mũ 3. Đó, 6 mũ 3. Có nghĩa là 216 á thì bằng bằng 6 mũ 3. Đây các bạn. Căn bậc 3 của 216 chính là 6 mũ 3. Và căn bậc 3 của 6 mũ 3 thì bằng bằng 6. Mình xong câu A. Câu B. Căn bậc 3 của âm 512 bằng thì bằng cách phân tích À giống như vừa rồi. Chúng ta cũng tìm được bạn này là một số nào đó mũ 3 nha, bạn này là một số nào đó mũ 3. Còn các bạn lười thì các bạn cứ thử thử bấm máy tính thôi nha. Thì 216 á thì số đây chúng ta được là 6 rồi. Là 6 mũ 3 rồi, vậy bạn này sẽ là 7 hoặc là 8 mũ 3 đúng không? Đó. Mà ở đây có dấu âm nữa thì âm 7 mũ 3 hoặc là âm 8 mũ 3. Đó, nên chúng ta thử bấm máy tính thôi. Được chưa? Mình thử bấm máy tính là âm 7 mũ 3 hoặc là âm 8 mũ 3. Thì chúng ta sẽ được số này chính là âm 8 mũ 3. Căn bậc 3 của của âm 8 mũ mũ 3. Và theo cái công thức thì chúng ta có Căn bậc 3 của âm 8 mũ 3 thì sẽ bằng, bằng âm 8. Căn bậc 3 thì vẫn ra số âm được nha. Câu C. Căn bậc 3 của âm 0,001. Thì bài này thì mình dễ dàng nhẩm rồi. Thì rõ ràng cái số này thì chúng ta nhẩm ngay được là là âm 0,1 tất cả mũ 3. Số này chính là âm 0,1 tất cả mũ 3. Nha. Và theo công thức thì chúng ta sẽ được âm 0,1. Giả sử bạn nói là thầy ơi cái số này em không biết là là âm 0,1 tất cả mũ 3. Thì làm sao thầy? Thì chúng ta có thể bấm máy tính. ha à, Còn khuyến khích là không dùng máy tính. Nếu mà không dùng máy tính thì mình sẽ làm như sau thì cái số 0,001 á chính là bằng 1 chia cho 1 chia cho 1 1000 đúng không 1 chia cho 1 1000 1000 á chính là 10 mũ 3 còn 1 cũng chính là 1 mũ 3 do đó số này chính là 1 phần 10 tất cả mũ 3 đúng không 1 phần 10 tất cả mũ 3 1 phần 10 tất cả mũ 3 chính là 0,1 tất cả mũ 3. Rồi còn ở đây là số âm thì sao? Thì âm thì đây là âm, đúng không? Đây là là âm. Rồi âm chúng ta có thể mang hình tử chúng ta để cũng được. Đó, -1 mũ 3. Mang lên tử để luôn. Vậy thì chỗ này là âm -1/10 tất cả mũ 3 thì chỗ này là âm -0.1 tất cả mũ 3 vậy thôi. Và nếu mà không biết thì làm như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sang câu D Câu D là Căn bậc 3 của 1,331 1,331 Bằng Thầy làm kỹ hơn một xíu nè 1,331 chính là 1,331 Chia cho 1 000 Đúng không? thì 1.000 là 10 mũ 3. Như vậy thì bạn này sẽ là một số nào đó mũ 3. Đúng không? Số nào đó mũ 3. Mình thấy số này lớn hơn 1.000. Số này lớn hơn 1.000. Mà đây là 10 mũ 3 rồi. Thì đây có lẽ là 11 mũ 3 hoặc là 12 mũ 3 đúng không? Mà 12 mũ 3 thì số tặng cùng không thể nào là số 1 được. Cho nên bạn này chắc chắn là 11 mũ 3. Đó. Thì mình lấy 11 mình mũ 3 lên xem thử thôi. Được không? 11 mũ 3. Đó là không dùng máy tính nha. 11 mũ 3 là chúng ta vẫn tính tay được. Đó, mình đang giả sử là chúng ta không dùng máy tính. Bạn này chính là 11 mũ 3, bạn này là 10 mũ 3. Cho nên phân số này chính là 11 phần 10 mũ mũ 3 ha. Chúng ta giả sử chúng ta rất là liêm khiết, mình không dùng máy tính và theo công thức thì chúng ta được 11/10, ha à, 11/10 là 1,1. Đó. Được không? Bài này hoàn toàn là không dùng máy tính nha. Rồi bây giờ chúng ta sang bài 3.24. Sử dụng máy tính cầm tay tính các căn bậc 3 sau đây làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai. Căn bậc 3 của 2,1 nè. Làm tròn gần bằng ha, thì ghi luôn rồi bấm một thể. Căn bậc 3 của âm 18 nè. Gần bằng nè. C. Căn bậc 3 của âm 28 nè. Gần bằng nè d căn bậc 3 của 0,35 căn bằng nè. Rồi bây giờ mình bấm máy tính thôi các bạn. Để bấm máy tính thì căn 3 nè chúng ta bấm shift rồi bấm nút này. Rồi 2,1 bằng làm tròn đến chữ số phân thứ hai thì chúng ta được 1,28. 1,28. Rồi bạn này, bấm ship rồi bấm nút này. Âm 18, âm 18 bằng Chúng ta được âm 2,62. Âm 2,62. Rồi bài này thì chúng ta sửa thôi cho nhanh, sửa thành số 2, số 1 sửa thành số 2. Âm 3,

muốn làm một thùng tôn hình lập phương có thể tích bằng 730 dm khối. Hãy ước lượng chiều dài cạnh thùng khoảng bao nhiêu dm. Thì chúng ta sẽ gọi x là là chiều dài cạnh thùng. Thì do đây là hình lập phương cho nên để tính thể tích chúng ta lấy x mũ 3. Và để cho thể tích là bằng bằng này. Đó, x mũ 3 bằng bằng này thì x của chúng ta sẽ bằng căn bậc 3 của bạn này. Đây ha. 3.25 gọi x dm là chiều dài cạnh cạnh của thùng tôn hình lập phương ha hoặc là mình lười thì mình ghi chiều dài của cạnh thùng được chưa là chiều dài của cạnh thùng lúc này ít của chúng ta phải lớn hơn không ha thì từ đây mình suy ra thể tích của thùng là thì đề cho cái thùng này là hình lập phương do đó thể tích sẽ là x mũ mũ 3. Đó. Gọi x là chiều dài cạnh thùng thì thể tích sẽ là x mũ 3. Mà đề cho thể tích là 7 30 đề cm khối, đúng không? Theo đề thì chúng ta sẽ có x mũ 3 sẽ bằng 7 30. Theo định nghĩa về căn bậc 3, x mũ 3 mà bằng 730 á thì x sẽ bằng căn bậc 3 của 730 nha. Rồi, chúng ta bấm máy tính thôi. Căn bậc 3 của 730. Rồi. Chúng ta có thể làm tròn là 9. Ok. Rồi. Vậy chiều dài cạnh thông khoảng 9 dm. Vậy chiều dài cạnh thông khoảng 9 dm. Rồi, chúng ta xong. Bài 3.25. Chúng ta sang 3.26. Câu 2. Ồ, bài 3.26 đơn giản lắm các em. Bài 3.26 thì chúng ta sẽ dùng công thức này ha, mình có là căn bậc 3 của a mũ 3 bằng bằng căn bậc 3 của A tất cả mũ 3 và bằng A với mọi A do đó mình thấy bạn này căn bậc 3 của bạn này mũ 3 thì sẽ bằng bằng bạn này A chính là 1 trừ trừ căn 2 còn bạn này A chính là 2 căn 2 cộng 1 còn bạn này A chính là là căn 2 cộng 1 À, rất là đơn giản đúng không? Đơn giản như đàn giỡn. Vậy 3 nè, 1 trừ căn 2 mũ 3 thì chúng ta sẽ được bằng 1 trừ căn 2 thôi. Vậy B nè, 2 căn 2 cộng 1, căn bậc 3 của 2 căn 2 cộng 1, tất cả mũ 3. thì chúng ta sẽ được 2 căn 2 cộng 1. Đây là căn 2 cộng 1. Đây, A của chúng ta đây các bạn. A của chúng ta là cái biểu thức mà trong cái căn bậc 3 đây. A đây. Đó. Căn bậc 3 của A mũ 3 thì sẽ được A. A chính là căn 2 cộng 1. Rồi chúng ta xong 3.26. 3.27 rút gọn rồi tính giá trị của cái biểu thức này tại x bằng 7. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ đi rút gọn. Thì để rút gọn cái biểu thức này thì chúng ta sẽ đi viết cái biểu thức nằm trong căn dưới dạng là lập phương của một tổng hoặc một hiệu được không lập phương của một tổng hay một hiệu thì chúng ta mới lấy ra ngoài căn được chúng ta mới rút gọn được thì nếu mà các bạn học kỹ hàng đẳng thức ở lớp 8 thì tới đây mình nhìn ngay ra được nó là lập phương của một hiệu còn nếu mà các bạn chưa nhìn thấy được thì chúng ta có thể phân tích nè. Đây. 27 x mũ 3 trừ 27 x bình cộng 9 x trừ 1. Thì hiệu của hai lập phương hay là tổng Lập phương của một hiệu Hoặc lập phương của một tổng Thì chúng ta cũng ít xài cho nên có thể các bạn quên Thì nhắc lại Chúng ta có là A trừ B Tất cả mũ 3 Thì bằng A mũ 3 trừ cho 3A bình B Cộng cho 3AB bình Trừ B mũ 3 Bạn này Mình thấy nè 27 chính là 3 mũ 3 Nha 27 chính là 3 mũ 3 Do đó 27x mũ 3 chính là 3x tất cả mũ 3. Rồi bạn này 27 thì thầy viết thành 3 nhân cho 9. 3 nhân 9 là 27. 9 chính là 3 mũ 2. 3 mũ 2 với x mũ 2 thì chúng ta sẽ được 3x tất cả mũ 2. 27 chính là là 3 nhân 9. 3 nhân 9 chính là chính là 3 mũ 2 nè ha, chính là 3 mũ 2. Đó, tiếp tục. Bạn này 9 chính là 3 x 3. Đó, 9 chính là 3 x 3. trừ cho 1 chính là 1 mũ 3. Bạn này nếu mình thích thì mình nhân cho 1 vào nữa cũng được. Bạn này là 1, 1 bình ha. Được không? Đó, lúc này các bạn cứ thấy nè a mũ 3 trừ 3a bình b cộng 3ab bình trừ b mũ 3. Cho nên chúng ta được là a trừ b tất cả mũ 3. Do đó, căn bậc 3 của bạn này. Do đó, căn bậc 3 của 27 x mũ 3 trừ cho 27 x bình cộng 9x trừ 1 sẽ bằng bằng này chính là là 3x trừ 1 tất cả mũ mũ 3 đó thì hàng đẳng thức hồi nãy chúng ta học đó căn bậc 3 của A mũ 3 thì sẽ bằng A A đây đóng với trò là là 3x trừ 1 đó chúng ta đã đi rút gọn xong ha chúng ta đã rút gọn rồi bây giờ mình đi tính giá trị của biểu thức này tại x bằng 7. Thì chúng ta thế x bằng 7 vào đây thôi. Được không? Giá trị của biểu thức tại x bằng 7 là 3 thế x bằng 7 vào đây trừ 1 21 trừ 1 chúng ta được 20. Rồi. Chúng ta đã xong các bài tập ở trang 62. Rất là biết ơn các em đã xem hết video. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy ăn chúc các em học tốt. Bye bye.